Trong ngày hôm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng 4 theo quy định số 164 của Bộ Chính trị. Đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hơn 300 học viên là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe các giảng viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề xử lý điểm nóng chính trị và điểm nóng xã hội, tranh chấp khiếu kiện tập trung đông người gây mất an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý gồm các kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng tham mưu, giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông. Các chuyên đề sẽ giúp học viên được cung cấp thêm thông tin, nâng cao nhận thức về lý luận và giải đáp những vấn đề về vai trò của quản trị an ninh kinh tế, quản trị doanh nghiệp, thực trạng và khó khăn, thách thức trong quản trị an ninh kinh tế ở Việt Nam hiện nay, nắm được bản chất, đặc điểm các xung đột xã hội, kỹ năng nhận diện, quy trình, giải pháp, giải quyết, phòng ngừa điểm nóng chính trị xã hội, nâng cao kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, tham mưu giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông. Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.